Giám đốc vũ trụ Nga cảnh báo Moscow có thể quét sạch NATO trong 30 phút. Đệ nhất phu nhân Mỹ bí mật sang Ukraine bằng xe hơi. Thế giới đối mặt nguy cơ nạn đói nghiêm trọng nhất từ Thế chiến 2. Thượng Hải siết phong tỏa đến cuối tháng 5 để đạt mục tiêu Zero Covid-19. Cổ động viên ném giấy vệ sinh cổ vũ U23 Việt Nam. Sân Việt Trì dọn 4 tiếng chưa sạch. Phố Uân của Bình Dương cứ mưa lớn là ngập, dân bị bõm lội nước. Khánh Hòa xin đóng cửa 2 trạm kiểm lâm vì thiếu người. Thí điểm rút tiền mặt tại máy ATM bằng căn cước công dân gắn chip. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với điểm tin tối ngày 9 tháng 5 của DKN TV. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Giám đốc vũ trụ Nga cảnh báo Moscow có thể quét sạch NATO trong 30 phút. Kính thưa quý vị, hôm 8 tháng 5 vừa qua, ông Dmitry Rogozin, tổng giám đốc tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos và là cựu phó thủ tướng phụ trách quốc phòng đã đưa ra cảnh báo về sức mạnh hạt nhân của Moscow. Ông Rogozin tuyên bố rằng chỉ mất nửa giờ để Nga có thể tiêu diệt các nước NATO, nhưng khẳng định điều này không được phép xảy ra. Ông Rogozin chia sẻ trên kênh Telegram của mình: nếu xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, các nước NATO sẽ bị chúng tôi tiêu diệt trong nửa giờ. Nhưng chúng tôi không được phép làm điều đó, vì các cuộc tấn công hạt nhân sẽ ảnh hưởng đến trái đất. NATO đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm. Kyiv cũng như các lực lượng vũ trang Ukraine chỉ là bia đỡ đạn cho NATO, chiến đấu theo lệnh NATO và sử dụng vũ khí do NATO cung cấp. Ông Rogozin nhấn mạnh việc đánh bại Ukraine do NATO hậu thuẫn chỉ có thể thực hiện được với sức mạnh quân sự đầy đủ của Nga. Vào ngày 6 tháng 5, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ông Alexei Zaitsev nói với các phóng viên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân không được áp dụng cho chiến sự của Nga ở Ukraine. Mặc dù vậy, Nga chia sẻ rằng họ đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAS vào tháng 4, 2022. Theo truyền thông Nga, tên lửa đã được phóng từ Plesetsk ở phía Tây Bắc và đánh trúng các mục tiêu ở bán đảo Kamchatka tại Viễn Đông. Đệ nhất phu nhân Mỹ bí mật sang Ukraine bằng xe hơi. Thưa quý vị, theo hãng tin AP, đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã bất ngờ thăm miền Tây Ukraine trong ngày của mẹ, ngày 8 tháng 5, và gặp đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska tại một trường học. Chuyến thăm của bà Biden hoàn toàn bí mật. Đệ nhất phu nhân Mỹ là nhân vật cấp cao nhất của nước này có mặt tại Ukraine giữa cuộc xung đột hiện nay. Đệ nhất phu nhân Mỹ đi bằng xe hơi tới thị trấn Ohorod, nằm cách một ngôi làng Slovakia 10 phút. Bà Biden dành khoảng 2 tiếng đồng hồ ở Ukraine để đến thăm một trường học và gặp đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. Trường học mà bà Jill Biden đến thăm đang là nơi tạm trú cho 163 người Ukraine phải di tản, trong đó có 47 trẻ em. Thông qua chuyến thăm, bà Biden muốn thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Ukraine. Thế giới đối mặt nguy cơ nạn đói nghiêm trọng nhất từ Thế chiến 2. Trả lời báo Bild ngày 8 tháng 5, Bộ trưởng Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức Sven Jasus cho biết, đại dịch Covid, hạn hán và cuộc chiến ở Ukraine đang đẩy giá lương thực lên cao nhất từ trước tới nay. Bà Jasus chia sẻ, chương trình lương thực thế giới WFP cho biết, hơn 300 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, các dự báo liên tục tăng lên. Dự báo xấu là chúng ta có thể phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, với hàng triệu nạn nhân. Bà còn cho biết thêm, giá lương thực đã tăng 1/3 trên toàn cầu, mức cao nhất từ trước tới nay. WFP lo ngại, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục làm giá lương thực leo thang, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, sản xuất lương thực bị đình trệ và khiến nạn đói trên thế giới trở nên tồi tệ hơn. Ukraine là nước sản xuất ngũ cốc quan trọng của thế giới, chiếm đến 9% xuất khẩu lúa mì toàn cầu, 13,5% bắp và 70% sản phẩm từ hoa hướng dương. Khu vực châu Phi và Trung Đông có thể bị ảnh hưởng nặng nhất do phụ thuộc phần lớn vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu với giá rẻ. Tổng cộng có khoảng 811 triệu người trên toàn thế giới có nguy cơ suy dinh dưỡng. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới WFP, ông Aditya Mathur,
cho rằng các quốc gia áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ khiến giá lương thực toàn cầu càng gia tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều quốc gia và ảnh hưởng lâu dài đến thương mại lương thực toàn cầu. Vào cuối tháng 4 2022, bà Suất đã đề xuất lập Liên minh An ninh lương thực gồm các nước, nhà tài trợ và tổ chức quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng. Để hợp tác giữa các nước phát triển và đang phát triển hiệu quả nhất, liên minh này có thể hoạt động theo mô hình của cơ chế phân phối vaccine công bằng COVAX để phân phối lương thực về ngắn hạn trong khi xây dựng năng lực sản xuất lương thực của các nước. Thượng Hải siết phong tỏa đến cuối tháng 5 để đạt mục tiêu Zero Covid-19. Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc tiếp tục siết thêm phong tỏa đến cuối tháng 5 để đạt được mục tiêu Zero Covid. Các biện pháp hạn chế ở 16 quận của thành phố sẽ không giống nhau vì một số quận đã hoàn thành mục tiêu. Tuy vậy, người dân địa phương cho biết các biện pháp hạn chế di chuyển nhìn chung vẫn sẽ được duy trì cho đến cuối tháng 5 do lo ngại dịch bệnh tái bùng phát dù số ca mắc mới đã giảm xuống. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy, chính quyền thành phố đang xúc tiến việc đưa các cá nhân tiếp xúc gần với nguồn bệnh đến các trung tâm kiểm dịch. Thượng Hải ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày, phần lớn đều nằm trong các khu vực bị cách ly. Thành phố đang phải vật lộn để chấm dứt chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến biến thể Omicron. Giới chức thành phố ban đầu đặt mục tiêu đạt Zero Covid vào ngày 20 tháng 4, song chỉ thực hiện được ở 2 quận. Kính thưa quý vị, cổ động viên ném giấy vệ sinh cổ vũ U23 Việt Nam, sân Việt Trì dọn 4 tiếng chưa sạch. Thưa quý vị, sáng 9 tháng 5, 30 công nhân vệ sinh đã mất gần 4 tiếng để vệ sinh cũng như thu dọn giấy mà cổ động viên ném cổ vũ trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Sau trận hòa 0-0 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Philippines ở lượt thứ 2 bảng A SEA Games 31 diễn ra tối tháng 5. Thông thường, 30 công nhân sẽ làm vệ sinh sân sau trận đấu. Buổi làm việc sẽ bắt đầu lúc 6:30, xong sớm sẽ nghỉ sớm. Tuy nhiên, khối lượng làm việc của các công nhân trên sân Việt Trì sáng 9 tháng 5 nhiều hơn hẳn sau khi các cổ động viên ném những cuộn giấy vệ sinh làm cơn mưa màu trắng đầy bắt mắt để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Philippines. Đây là hành động cổ vũ mà Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam học từ các cổ động viên nước ngoài. Nó chỉ khác ở chỗ, sân Việt Trì hôm qua mưa như chút nước. Vì thế, giấy sau khi rơi xuống dưới đường pit đã dính chặt với nước. Vì thế, công việc dọn dẹp vệ sinh cực hơn rất nhiều. Các công nhân vệ sinh dùng chổi để quét, nhưng không thể quét lên hết được, nên phải dùng đến những dụng cụ khác cứng hơn để lấy hết các mảng giấy bám trên mặt đường pit. Vì thế, phải mất gần 4 tiếng, các công nhân mới quét dọn xong trên đường pit, cũng như thu dọn áo mưa, chai nước trên khắp các khán đài. Dù vậy, mặt đường pit vẫn không thể hết hẳn, các miếng giấy trắng vẫn còn lì lợm bám chặt. Phố Huân của Bình Dương cứ mưa lớn là ngập, dân bị bõm lội nước. Thời gian gần đây, mỗi khi trời mưa lớn là các tuyến đường ngõ hẻm ở thành phố Thuận An, địa phương được quy hoạch là thành phố Huân của tỉnh Bình Dương, lại ngập nặng khiến nhiều phương tiện chết máy, người dân bị bõm lội nước. Cụ thể là tại các tuyến đường như quốc lộ 13 đi qua địa bàn thành phố Thuận An và các tuyến đường nhỏ ở phường An Phú, An Thạnh như biến thành sông khi trời mưa lớn. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, trên địa bàn thành phố có các điểm ngập nặng khi mưa lớn gồm đường Lê Thị Trung, Cách mạng đường 8, quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương đoạn phường An Thạnh, phường Vĩnh Phú. Chính quyền thành phố đã triển khai làm các hồ điều tiết nhỏ ở các khu vực phường Lái Thiêu, An Phú, đầu tư hệ thống thoát nước dọc ở đường Cây Me, phường Bình Nhâm và hệ thống thoát nước dọc ở đường Thuận An Hòa, Thuận Giao 21 để giảm tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, tình trạng ngập sau mưa vẫn còn nan giải. Còn theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, nguyên nhân khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Thuận An bị ngập nặng khi trời mưa lớn là do hệ thống thoát nước mang tính nhỏ lẻ, chưa đồng bộ, một số hố ga bị bít lại, người dân tự bít để chặn mùi hôi, kết hợp với chiều cường làm hạn chế khả năng thoát nước khi có mưa lớn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng là công tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét kênh, rạch các hệ thống thoát nước và các công tác phối hợp quản lý đô thị chưa tốt. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án mới, nạo vét khơi thông dòng chảy còn hạn chế so với yêu cầu đầu tư đồng bộ. Hệ thống thoát nước dọc hai bên các tuyến đường trục chính đô thị đang bị quá tải, xuống cấp và không bảo đảm khả năng thoát nước. Khánh Hòa xin đóng cửa hai trạm kiểm lâm vì thiếu người. Ngày 8 tháng 5, xác nhận với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Thành, hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa kiến nghị xin chủ trương đóng cửa hai trạm kiểm lâm ở xã Ninh Sơn và xã Ninh Phú. Đề xuất này được các cơ quan cấp trên xem xét, chưa có quyết định chính thức. Theo hạt kiểm lâm của xã Ninh Hòa,
phần lớn diện tích rừng thuộc phạm vi quản lý của trạm kiểm lâm Ninh Phú và trạm kiểm lâm Ninh Sơn là rừng phòng hộ thuộc khu vực Hòn Héo và khu vực Hồ Đá Bàn. Đây là địa bàn trọng điểm, khá nóng về tình trạng phá rừng thời gian qua. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 4, trạm kiểm lâm Ninh Phú phải tạm đóng cửa vì công chức kiểm lâm địa bàn duy nhất được phân công tại trạm xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Trong nhiều năm qua, thị xã Ninh Hòa là một trong những địa bàn nóng về tình trạng phá rừng. Ngoài khu vực rừng thuộc địa bàn quản lý của các trạm Ninh Phú, Ninh Sơn, khu vực trạm Ninh Tây cũng thường xảy ra những vụ phá rừng cắm xe để lấy gỗ, chiếm đất. Theo nguồn tin của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phần lớn các vụ phá rừng tại khu vực trên thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong xử lý, bởi khi lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát thì chỉ còn ghi nhận hiện trạng phá rừng, trong khi các loại gỗ quý đã bị vận chuyển ra khỏi rừng, không xác định được những người phá rừng. Thí điểm rút tiền mặt tại máy ATM bằng căn cước công dân gắn chip. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 5, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an cho biết, Bộ đã phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền tại máy ATM bằng căn cước công dân gắn chip. Việc này không chỉ giúp người dân có thêm một hình thức nữa rút tiền tại máy ATM, mà còn giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn trong các giao dịch tài chính. Khi khách hàng quét thẻ căn cước công dân tại ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra và đối chiếu thông tin trên căn cước công dân gắn chip, thay vì như trước đây, chỉ sử dụng duy nhất mật khẩu để xác nhận thông tin. Sau đó, việc xác nhận thông tin chính chủ sẽ được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học của khách hàng bằng hình thức quét khuôn mặt và vân tay. Điều này sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ giả mạo thẻ có thể xảy ra. Cũng theo C06, việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ngân hàng đang được thực hiện thí điểm với một số ngân hàng lớn và một số điểm trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh. Thưa quý vị, mục điểm tin tối của DKN News đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.